làm gì em? Đồ, nghe em nói nè, mai mốt anh muốn làm chuyện ấy à, thì em nhớ nói và giặt đồ em ơi, là em biết nè, đừng có nói, để con mình nó nghe. Ừ, biết rồi. Quét xong em ơi vậy? Đi giặt đồ em ơi. Làm ơi chút khỏe hả? À. Giặt đồ, giặt đồ, mới giặt hư rồi. Ông nội này mấy em ra làm gì không ngủ mình giặt đồ trời. Cái gì vậy? Giặt đồ anh ơi. Giặt đồ gì? Giặt đồ. Thôi em giặt tay rồi. Thôi em giặt tay rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Em ơi em. Trời ơi, trúng số rồi nè. Gì vậy? Anh trúng số rồi nè, trúng 6 con luôn nè. Gì? Anh mới dò nè. Trúng đặc biệt hả? Trúng đặc biệt. Hay hả? Thiệt. Đâu đâu. Thôi, đâu tôi làm dò nữa coi. Chỗ số miền Nam. Rồi, 7. 7 có 7 nè. 1. Có luôn. 9. Có 9 luôn nè. 0. 0 nè. 3. 3. 1. 1. Đó, 6 con luôn. Cái gì? Trời ơi trời. Còn đầu tiên anh trúng số 6 con luôn á trời. Trời ơi trời, ông nội ơi. Là 6 tờ trúng 6 con chứ phải đặc biệt đâu ông nội. Ở nhà nhà không biết làm gì chứ. Mấy con điện thoại không à. Không bao giờ phụ em vậy chứ. Ở lớp con bài rồi, anh bài thêm cái nữa. Dẹp hoài không biết mệt hả? Cái nhà này anh là chồng nha. Anh muốn làm gì anh làm. Anh đừng có lu bu, nhà là phải có nóc. Nói gì vậy? Em đang nói chuyện nha. Nãy họng em hả anh câm nha. Em kêu ai câm vậy? Em kêu anh câm á. Tao câm luôn con. Tao câm luôn con. Đúng tao xạo quá. Ủa em, hồi sáng xe mình bị hư rồi em đi chở bạn gì vậy? Thì em kêu xe ôm đi. Trời, đi xe ôm mà em ngồi sao ôm thằng chạy xe chắc sướng lắm ha. Sợ té mới ôm nó cho an toàn thôi, chứ sướng cái gì mà sướng. Đó anh thấy chưa, xe ôm với bia ôm nó có khác chỗ nào đâu mà cứ nói bia ôm này kia. Vô quán uống bia thì uống nhiều phải xỉn phải say. Mà uống say quá sợ té, đi là hồi té. Bởi vậy tao mới ý kiếm cái gì đó, tao ôm cho đỡ té. Hoàn cảnh bắt buộc gì đó chứ sung sướng gì đâu em ơi. Bia ôm nè. Ai hút đi mà. Anh thương em không? Trời gì vậy, sao từ nay hỏi gì kỳ vậy? Anh thương cứ làm chi trời. Vậy giờ em hỏi anh này nha. Ví dụ như em với mẹ anh gớt xong á, anh cứu ai trước? Mẹ em biết bơi, mẹ anh tự bơi lên được. Vậy là anh cứu em đúng không? Anh biết ngay mà. Không có, anh biết bơi đâu cứu. Anh biết bơi đâu cứu. Rồi em sao? Ai biết đâu, anh đi chạy kêu người cứu chứ sao vậy? Quần què, nghĩ lắm đi. Anh kể cho em nghe mấy mối tình trước đây của anh đi. Thôi thôi, không kể nữa đâu. Kể lần nào cũng vậy hết trơn. Sao vậy? Không bị chửi, cũng bị tán. Không bị tán, cũng cho xuống bếp ngủ. Vậy thôi kể làm gì mất công vậy? Nhưng mà mấy lần trước là anh tự kể, lần này em hỏi, không sao đâu. Không sao thiệt nha. Thiệt nha. Thiệt. À, cái lúc mà anh với em chưa quen nhau, trước em, anh quen nhau. Trời ơi, nó đẹp. Lúc mà nó mặc đồ đẹp nữa nha. Cái lúc mà anh hẹn nó đi chơi. A few moments later. Em ngủ với bếp tiếp đi. Em kêu anh nói là anh làm gì hả em? Cái mệnh của anh đâu? Mỹ nhân trong thiên hạ đừng tầm thường đối với ta. Duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù mới làm tao hết thú. Trời ơi, anh có đọc báo không?
Bán gì đâu. Trời ơi, chị Nhiên hay. Ông vợ ông chồng này cự cãi với bà vợ làm sao không biết mà lén để thuốc vô thức ăn bà vợ đi bán muối luôn. Trời ơi. Trời trời, ghê vậy trời. Ừ. Em coi coi có khai gì thêm nữa không vậy? Không. Không có khai gì nữa hết trơn. Trời ơi trời, sao không khai luôn cái hiệu thuốc trời. Từ từ. Anh, nếu mà có kiếp sau á, anh có cưới em làm vợ nữa không? Ai đâu mà ngu tới hai lần. Gì? Bà muốn sao không? Nếu mà có kiếp sau á, thì anh vẫn muốn cưới em làm vợ để cho em hành hạ tiếp. Vậy nếu có kiếp sau nữa ha, anh có muốn cưới em làm vợ không? Trời ơi em khủng quá em. Người ta ngu một hai lần thôi chứ ai đâu có thằng nào em thấy đó giờ có thằng nào ngu tới ba bốn lần không trời. Mày nó dịch nhịn nó vậy nha. Alo. Ừ. Cái gì mày đám cưới luôn hả? Ừ. Đám cưới với mày đúng không? Ờ rồi có gì mai chạy qua đi, tao ở nhà có gì chạy qua gửi thiệp nha. Rồi. Ủa anh đám cưới thằng Hùng với thằng Mai hả? Ừ đám cưới thằng Hùng với thằng Mai nó mới điện anh tính gửi thiệp nè. Ủa thằng Hùng vẫn chịu cưới thằng Mai luôn hả? Ừ nó chịu cưới thằng Mai nó mới gửi thiệp anh chứ em. Ủa sao anh bạn nó sao anh không cản nó? Ủa tại sao phải cản nó? Trời ơi thằng Hùng thì quá tốt, còn con Mai thì vừa xấu người xấu nết nữa. Nói chung lại là hai đứa nó không có hợp. Trời nó cho con nó đáng cái đời của nó. Ủa sao anh bạn nó sao anh nói chuyện phủ phàng vậy? Ai kêu hồi lúc trước anh sắp cưới em đó, nó có cản anh đâu. Từ từ. Anh. Ê? Sau này mà anh cưới em á, về á anh có đối xử tốt em như bây giờ không? Trời trời em nói gì kỳ vậy em? Cho dù chưa cưới hay là cưới rồi đi nữa thì anh lúc nào cũng đối xử tốt với em như bây giờ hết đó, hiểu không? Vậy mà sau này anh cưới em về á, anh có đánh em không? Có ăn hiếp em không? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, cho dù như thế nào đi nữa anh cũng không đánh đập em, hiểu không? Không phụ bạc em, hiểu không? Vậy sau này em nói hoài anh hồi anh quýnh em một cái bóp bây giờ. Ôi hỏi hoài bực bội rồi đó nghe. Gì đâu mà hỏi chết luôn. Ờ quên nữa em, kể em nghe này vui lắm. Hồi tối anh đi đám cưới, mà đi đám cưới em gặp cái con nhỏ kia kìa, nó mặc cái đầm dài xuống tới giò vậy nè bà. Ừ, rồi sao không? Nó đi, nó đang đi lại cái hướng của anh đó, tự nhiên cái ông nội nào đi ngang đạp cái váy của nó tuột xuống hết chân luôn. Trời. Ừ, người ta quay lại ta, khách khứa người ta quay lại ta nhìn quá trời luôn. Trời, chị chắc mắc cỡ chết luôn á. Ai biết đâu, anh đâu có nhìn mặt đâu biết. Anh đâu có nhìn mặt đâu biết.